Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục khui clip khui thùng cho mọi người. Thì cái thùng hàng hôm nay nó đóng khá là bự nha anh em. Nó không biết rằng là cái gì nhưng mà nó khá là bự. Thì em Thắng sẽ cùng mọi người khui thử bên trong nó sẽ có cái gì ha. Đây người ta nó đóng bên Nhật, người ta đóng về nó đóng bằng những cái nẹp nẹp như thế này anh em, rất là chắc chắn luôn ha. Đó. Đóng như thế này thì cái máy thùng mình nó có bị cắn anh em. Đó, đóng hết hai, đóng nẹp chữ V ha. Đó. Giấy tờ, hóa đơn. Thùng này nó nặng lắm anh em, không biết là có cái gì mà nó nặng lắm. Còn những giấy báo của Nhật ha. Một cái hộp, hộp này Tunmat 307. Tunmat 307. Giống giống nhau anh em, một hộp. Hai hộp hình như là một lò hàng anh em ơi. Đây bài số 7 luôn. Rồi em Thắng sẽ lấy ra hết luôn ha. Số lượng rất là nhiều anh em. Đây, như khi đó để lâu ngày bao bì bên ngoài nó hai màu, cái màu đây là màu màu xanh với một cái màu màu hồng hồng. Rồi tí em Thắng kiểm tra ra hết cho. Điện vẹn hết ra. Tuần mắt 3 số 7 giống như bù vít cho anh em. Rồi hết rồi nha anh em. Đó, em Thắng thôi. Sẽ lấy ra và sẽ giới thiệu cho mọi người. Rồi, cứ ra thì nó có hai loại màu nha anh em, một loại hồng với một loại đây nè. Đó, màu xanh thì nó có được 1 2 3 4 5 6 hộp. 6 hộp một hộp là 12 cái nha anh em. Còn loại xanh là thì nó có 3 hộp một loại 12 cái luôn. Rồi thì mình sẽ qua cái loại nhiều trước đi ha, là màu xanh. Đó. Rồi, thì những cái dòng này là của hãng Tunmat nha anh em, Tunmat hàng nội địa Nhật nha. À, No 307 á, cái loại này thì hôm trước em Thắng cũng có bán nhưng mà hàng trước là hàng kho, nó không có những cái bao bì như thế này nha. Ngày hôm nay thì nó có bao bì luôn. Đây, em Thắng mở một hộp cho người xem, nó bao bì bằng giấy. Cái này thì nó gấp giấy thôi anh em, chứ không có chuyện ha. Đây, hàng chưa xài hết nha anh em, đó. Đây, gấp giấy lại thôi chứ không có gì nữa ha. À, nó mang giấy thôi anh em, cái giấy bên ngoài màu vàng thôi, chứ thiệt ra là cái hộp nó nè. Đây, mấy cái hộp của nó nha anh em, đó, Tunmat này, 307. Đó, thì cái bộ đây là bộ vít nha, gồm có 5 cây cho nên mình sửa chữa gia đình. Đó. Thì hôm trước em Thắng có về một cái thùng hộp dày nhưng mà cái bộ hôm trước thì hàng kho để lâu ngày nó chỉ có bịch thôi, còn ở đây bữa nay nó có hộp đồng hoàng ha. Nó hàng nội địa Nhật cho anh em, của Tunmat hàng nội địa Nhật á. Đây, một bộ như này nó gồm có 5 cây này. Cái hàng hôm nay thì nó mới hôm trước nha anh em, đó nó không có kêu mình nó dính bụi thôi chứ nó không có bị ghi xét. Đây, và đặc biệt những cái Tunmat này thì cái chữ Japan nó sẽ đắt trên đơn cái tờ phần tôi viết nha, đó anh em thấy không, tôi viết nó đáng màu xanh này, màu vàng này, đó, đều có chữ Japan hết nha anh em, đó màu đỏ, đây nó sẽ dập trên đây này, đâu rồi, đây con nào thì nó nào cho đây nha, Japan này, đó, con màu đây Japan này ha, đó, màu xanh lá cây, Japan, đó và những con này thì nói chung là hàng mới nó chưa xài nha, nó là hàng mới hết nha anh em, hàng mới hàng để kho lâu ngày thôi chứ nào, hàng mới chưa xài nha, rồi năm con này á, thì nó sẽ gồm có là một cái cây hay là để anh em mình giống như một cái khoang vậy đó, một cái khoang ha, một cái khoang. Rồi cái thứ hai của mình là một cây vít dẹp, cây vít dẹp thì cái này thì đem đo cái đầu cho mọi người. Đầu này là đầu 4 ly nha anh em, đó đầu 4 ly, độ dài của cái phần đường kính tròn này nó tầm khoảng là 4 ly luôn, đó. Rồi một cây vít dẹp 4 ly, còn cây vít dẹp này nó bự hơn, chắc là 5 ly.
đúng rồi, 4,5 ly nha anh em, 4,5 ly 5 ly á, bự hơn con kia. Rồi hai cái bít diệp ha, rồi một cái cây nhọn, một cái cây nhọn đấy nên mình lấy dấu đó. Và một và không thể thiếu đó là một cái vít dương nha, một cái đầu vít vít dương đó, cái đầu BH1 cho nên mình dùng gia đình ha. Rồi thì một cái bộ như thế này nó gồm có 5 cây nha anh em đó, 5 cây, một cái vít dương này, một cái lá dấu này, hai cái vít dẹp và một cái cây khoan. Hàng mới chưa xài cái này cho nên mình dùng gia đình rồi, ngon lành nha anh em. Rồi về cái kích thước, kích thước của cái bộ vít này á thì tổng chiều dài này anh em mình xem giúp em này, tổng chiều dài của cây tu vít này nó dài được là gần 15 cm đó, gần 15 cm nha anh em đó. Phần chiều dài sử dụng của mình á thì nó tầm khoảng là 7,5-8 cm. Loại vít nhỏ gia đình nha đó, bịch còn mới luôn, bao bì đầy đủ, hộp của Japan nha đó, nội địa Nhật của Tunmat 367 này thì anh em mình sưu tầm hoặc là mình dùng gia đình này nó ngon lành nha đó. Hàng hôm nay thì nó có cái hộp luôn nha anh em, nó có hộp rồi, nó có cuốn bao bên ngoài luôn, nói chung là nó mới can thôi chứ không có chưa xài ha, như hàng mới vậy thôi. Thì cái này thì em tán sẽ nó sẽ có hai loại màu đây, màu xanh nha, màu xanh này. Cái này thì người ta nó gấp bên ngoài thôi anh em đó. Rồi cái này thì cũng một cái hộp mẫu thôi nha, một hộp mẫu. Còn khi giao thì em thắng sẽ bóc trang lại cho mọi người đó, nó đều là hàng mới luôn đó, sẽ bóc trang lại cho mọi người. Thì số lượng cái loại xanh này nó có tầm khoảng là 70 mấy chiếc anh em, 70 mấy hộp á, 70 mấy hộp. Rồi, cái này bỏ vào hộp mẫu ha. Rồi mình sẽ lấy ra một cái đỏ xem thử nha anh em, nó có giống nhau không. Đây cái hộp màu màu hồng thì em nghĩ chắc nó giống nhau á, tại vì nó khác cái phần phần giấy thôi đó, nó khác cái phần giấy thôi nha. Đó. Đây y nhau nha anh em, em lấy cái hộp xanh cho mọi người xem đó. Này hình thức bên ngoài này đó, hộp xanh hộp đỏ này như nhau, chạy khác vậy nha anh em, lặp lại này nó cũng y như nhau thôi ha, chả khác gì hết đó. Đây để em mở ra cho mọi người xem luôn đó, còn bao bì còn hộp đàng hoàng hết nè, rất là đàng hoàng anh em ha, như nhau hết nha anh em đó, cũng những cái màu đây ha đó. Nói chung là anh em mình thích cái màu hồng hoặc màu xanh thôi chứ còn bên trong thì y như nhau thôi ha. Tổng chiều dài của mình là 15 cm, bên trong đều có chữ Japan trên cái phần thân hết nè, phần địa Nhật nha anh em, của Tunmat, Tunmat 367. Rồi anh em mình có hai loại thôi nên là cũng rất là dễ để cho anh em mình lựa chọn. Sẽ có hai cái mã ha. Rồi giá của mình là 120.000 một hộp ha, giá thì cũng như cũ nha anh em, nhưng mà cái bộ hôm nay thì nói chung là nó đầy đủ hơn, nó có vỏ bao bì đồ này nọ hết ra, và tình trạng của mình là nó còn mới luôn chứ không như hôm trước mình bị ghi xét rồi ha. Rồi thì nó sẽ có hai mã nha, cái mã Tunmat xanh của mình là 120.000 luôn, mã Tunmat đỏ của mình cũng 120 luôn ha. Đó. Rồi thì hôm nay thì em thắng chỉ có hai cái mã sản phẩm thôi, anh em mình xem có nhu cầu thì mình chốt giúp em nha. Rồi thì em thắng xin kết thúc clip tại đây và chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành.